Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp ăn chia tổng giải thưởng là 20.000 USDT token XIL nè bạn, dành cho tất cả người dùng nha bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video mở link phong nha các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn mở link phong ra. Rồi, các bạn điền địa chỉ với ETH các bạn. Rồi, các bạn nhấn vào đây. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản hết nha các bạn. Rồi bạn bấm like luôn nè. Ê, tôi khỏi đi các bạn, bấm continue các bạn. Ok các bạn, giờ tôi không phải là người máy nè. Sao vui lòng nhấp vào hình ảnh có chưa một chiếc xe máy. Xe máy đâu ta? 1 2 Ok. Xác minh. Vui lòng nhấp vào hình ảnh của chiếc một chiếc xe máy. Ok, sau khi các bạn lướt cấp trả xong thì các bạn sẽ được một tip này các bạn. Các bạn càng kiếm càng nhiều tip thì các bạn tỷ lệ chia phần thưởng các bạn càng cao nha các bạn. Rồi tiếp tục bạn join Discord, follow Liquid. Trên Liquid thì bạn follow nữa. Rồi. Các bạn bắt đáp lại, bạn bấm continue. Tiếp tục sell link Liquid follow nữa. Rồi bạn bắt đáp lại đi các bạn, bấm continue. Rồi tiếp tục follow Twitter của nó nè. Bạn nhấp vào follow nè. Bạn theo dõi nha bạn. Sau đó các bạn bắt đáp lại nè. Bạn bấm continue. Sau đó các bạn nghỉ tiếp lại nè. Bạn like nè. Like. Thích. Tweet lên nè. Rồi tiếp tục bắt đáp lại lên phong nè. Rồi bấm continue. Tiếp tục tweet với hashtag nè. Rồi bạn nhấp vào tweet nè. Bạn đăng test nè. Sau đó bạn bắt đáp lên nè. Bạn bấm vào add tweet nè. Rồi bạn join vào kênh group kênh seller nha các bạn. Để mình chỉnh cái telegram mình làm. Rồi đi. Rồi các bạn join vào kênh group nè. Các bạn chạy xíu các bạn, bạn join vào nè. Sorry kênh group này không được. Bạn join vào kênh group này nè các bạn. Rồi sau đó bạn bắt đáp lên nè. Về để username telegram tất cả bạn vào nè. Cộng anh 5 số 2 4 2 3 4 5 2 4 5 continue nè. Sau đó subscribe cái đít nè. Trên cái đít bấm vào join community. Like cho nó cái luôn các bạn. Rồi bạn bắt đáp lên nè. Bấm vào continue. Tiếp tục visit Instagram. Xem qua Instagram của nó thôi các bạn. Bạn theo dõi nè. Rồi bắt đáp lên nè. Visit Facebook nè. Xem qua Facebook của nó nè. Xem Facebook của bạn bấm thích nè. Bắt đáp lên nè. Bấm vào continue nè. Tiếp tục follow Medium Clip Lab luôn. Vô tay nữa. Medium bị chặn bắt up rồi nè. Bấm vào Continue nè. Rồi invite code này thì các bạn copy cái phần mã code này mình có để trong phần link mô tả dưới video các bạn nghe mà. Các bạn copy mã code này nè. Rồi các bạn sao chép này nghe mà. Rồi các bạn gửi lên cho nó nè. Rồi bấm continue nha các bạn. Sau đó cái này lên ghép mình chia sẻ cho mẹ những người thân các bạn. Còn sau sell radio edit quality thì các bạn nhấp vào luôn đi. Rồi bạn bắt đáp lên các bạn. Nhiều được bỏ qua đi các bạn. Ít nhất là 25 một nhập. Mình đã 16. Bao lâu? Tiếp tục bao lâu này nè bạn. Này thì mình login bằng continue Google đi các bạn.
Tôi nhập từ tài khoản Google các bạn. Này bạn đăng ký vô tài khoản. Rồi các bạn vào đây các bạn follow này nữa các bạn. Mấy này sao nó khó quá. Không phải khó gì nhưng mà mình lấy biến làm các bạn. Xin in trời ơi. Rồi bạn bấm vào credit account các bạn đăng ký vô tài khoản các bạn. Vào đây các bạn chỉ đăng ký cái tài khoản rồi bạn kết nối là xong các bạn. Là các bạn nhận được một cái tít follow nữa. Đó, đọc ghi bằng continue Google nữa. Đây email password phải các bạn. Rồi giờ đây các bạn đăng nhập vào của ta các bạn. Sao không được ta? Mình được 17 tít. Vô đi code là 18. Ok, các bạn việc lấy liên ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm một code thì em ghép phải. Đây là mã ghép của tất cả các bạn này các bạn. Ok, hay video này khó quá các bạn có thể bỏ qua nha các bạn. Vậy các bạn làm được bao nhiêu thì được các bạn. Vậy video này em kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.